Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Sài Gòn Baker. Ngày hôm nay bên mình rất là được vinh hạnh khi được tham dự chương trình hội nghị của Á Châu Group, là chủ của rất là nhiều công ty nhỏ như là công ty Mafa VN của thương hiệu Royal Rob, công ty Asia có thương hiệu nón Asia và một số công ty khác. Đợt hội nghị lần này thì công ty tổ chức tại Đà Nẵng với nhiều sản phẩm mới cũng như là cách thức vận hành mới của công ty. Cũng trải qua là 2 năm dịch bệnh cho nên là công ty ít có cơ hội để giao lưu trực tiếp với các đại lý và nhà phân phối, thì đây là cái cơ hội cực kỳ tốt để các đại lý và nhà phân phối có thể ngồi lại với nhau để làm việc, trao đổi cũng như là kích thích thị trường, tăng trưởng cho cái việc kinh doanh của công ty tốt hơn hàng ngày. Như các bạn thấy ở trên video thì công ty đang cho ra mắt các dòng nón bảo hiểm thể thao đang hot trên thị trường, giống như là những mẫu MD16 và MD17. Trong đó thì các mẫu này sẽ làm tương tự như là những mẫu nón phóc đang rất thịnh hành. Sản phẩm này dự kiến là trong vòng 15 tới 20 ngày nữa sẽ được ra mắt trên thị trường. Và đặc biệt là kính của nón sẽ được thay thế bằng kính titan 7 màu với mức giá sẽ rẻ hơn gấp nhiều lần so với nón phóc 01 trên thị trường. Và mẫu nón bảo hiểm tiếp theo công ty sắp cho ra mắt đó chính là nón ROC 02 phiên bản nâng cấp có đuôi gió. Như các bạn đã thấy trên video thì phiên bản này á được làm tương tự với một mẫu có tên là Yohe 878 Plus. Thiết kế đuôi gió khá là gọn, bo theo cái vòng nón khá là đẹp. Bên cạnh đó thì có hỗ trợ thêm một cái lỗ khóa chống trộm. Khi mua nón thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái lỗ khóa, kèm thêm một cái ổ khóa luôn, để các bạn có thể khóa ở nón ở ngoài xe và không sợ bị mất. Và tiếp theo công ty sẽ tiếp tục cho ra mắt một dòng mũ bảo hiểm full face, có trang bị là hai kính, thiết kế đơn giản, dễ sử dụng. Với mức giá thì theo mình nghĩ là có thể công ty sẽ cho mức giá khoảng là 1,2 triệu tới 1,3 triệu. Về ngoại quan, kiểu dáng và kích thước thì các bạn cũng có thể thấy là cái mẫu này tương đồng với mẫu Yohe 981. Gần như hai mẫu này là chung một khuôn luôn, nó không khác nhau gì hết, chỉ khác nhau về cái thương hiệu và nơi sản xuất ra mà thôi. Sản phẩm này thì dự kiến là khoảng hơn một tháng nữa là công ty sẽ bắt đầu cho ra mắt ở trên thị trường. Tiếp theo là một mẫu nón 3/4 có trang bị là hai kính có tên là ROC 07, đã được công ty cho ra mắt trên thị trường hơn một tháng. Mẫu mình đang xem đó chính là mẫu ROC 07 phiên bản Leopard. Mẫu này có trang bị hai kính. Hiện tại sản phẩm này thì đang có chương trình khuyến mãi là tặng kèm thêm một bộ kính, là gồm một kính ngoài và một kính ẩn bên trong khi mà khách hàng mua một chiếc nón bảo hiểm ROC 07. Và đây là quang cảnh của buổi hội nghị ngày hôm nay, sẽ được diễn ra với là 270 khách mời. Trong đó thì quy tụ hầu hết các nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc. Lúc này là anh Mai Văn Thuận cũng là chủ tịch của tập đoàn Á Châu, là đang trao đổi với các đại lý và nhà phân phối về các chính sách đổi trả bảo hành cũng như là sản phẩm mới. Còn đây là quang cảnh lúc chiều tối, công ty có mời rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, MC và cũng như là cầu thủ nổi tiếng như là Tiến Linh tới dự hội nghị trong ngày hôm nay. Và lúc này là MC Bình Minh sẽ lên phát biểu về chương trình ngày hôm nay, thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển giữa nhà sản xuất, đại lý và nhà phân phối. Thông qua hội nghị lần này thì tập đoàn Á Châu cũng cho thấy tầm vóc của mình cũng như lắng nghe sự phản hồi của đại lý, nhà phân phối về các vấn đề đang gặp phải nhằm có sự hợp tác tốt hơn cho tương lai sau này. Lúc này thì nhóm nghệ sĩ Hiếu Hiền và một anh gì đó mình cũng không biết tên lên biểu diễn hài, nói chung cũng vui. Và đây là một số hình ảnh mình chụp chung với các nghệ sĩ trong buổi tiệc ngày hôm đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.